Thanh cùng với cô giáo Hà sẽ làm một clip liên quan đến phát âm. Phát âm. Và gần đây mình có nhận được một câu hỏi như thế này, đó là đơn giản thôi, như thế này nhá. Bây giờ hai em thử phát âm cho anh một từ này nhá. Đó là từ thế giới. Nào, em thay anh phát âm này thế nào? Thế giới à? Thế giới. Thế giới. Thế giới. Cái nào phát âm cái này nào? Thế giới cơ mà. Thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế Thế giới. Được rồi. Thế còn một từ nữa đó là từ chính xác. Giống nhau đúng không? Các bạn thấy giống nhau không? Nào, nào, phân biệt được nhỉ? Rất là đơn giản thôi. Asa mesimai desu. Theo mình, các âm trong bảng chữ cái tiếng Nhật chỉ có 3 xu hướng sau đây. Khi mà chúng ta hiểu được 3 xu hướng của cách phát âm, chúng ta có thể phân biệt được đâu là từ có trường âm và đâu là từ không có trường âm. Ví dụ, xu hướng thứ nhất đó là âm sẽ lên cao. Ví dụ âm C thì sẽ đọc là sẽ. Sẽ. Hai cái đồng nghĩa sẽ là sẽ. 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 Ok. Âm có xu hướng xuống thấp là sẽ. 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 Ok. Khi mà âm có xu hướng lên cao và âm mà có xu hướng xuống thấp thì đó là trong từ đó không có trường âm. Ok. Còn khi mà âm thì nhớ có xu hướng sang ngang. C. 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 Thì khi đó âm sẽ là có trường âm. Hay hiểu không? Chính vì thế là khi để phân biệt thế giới đúng không? Thế giới đúng không? Thì âm thế giới sẽ bắt đầu như thế nào? Đó là âm sẽ lên cao, thì C sẽ lên cao, đó là C. C cài. C cài. Em bắt đầu nghe anh thử nào. C cài. C cài. Cảm thấy gì? C cài. C cài. Sẽ cài đúng nhé. Các bạn hiểu không? Ok. Tiếp theo. Còn âm chính xác. Chính xác đúng nhé. Đó là âm ngang đấy chưa? Chính xác. Y là trường âm của E đúng không? Chúng ta sẽ đọc là C cài. C cài. Đấy. Đọc cho anh xem nào. C cài. C cài. Em hiểu không? Hiểu rồi ạ. Ok. Bây giờ anh sẽ đọc hàng nữa xem các em phân biệt như thế nào nhé. Anh sẽ hỏi Thanh trước. Ok. Anh sao? Xe cài. Chính xác. Ồ. Hà sa. Hay. Xe cài. Chính xác. Hà sa. Hay. Xe cài. Chính xác. Thanh sao? Xe cài. Ồ, thế giới. Ồ, thế giới. Quá đơn giản. Đơn giản không các bạn? Được rồi, mình sẽ đưa ra thêm một bài ví dụ nữa nhá. Tiếp theo, mình xin đưa ra hai ví dụ thôi. Thứ nhất, ví dụ nhất đó là chú hay là bạn mình, đúng không? Không có trường âm. Ông mình thì sẽ có trường âm, đúng không? Chúng ta sẽ phát âm như thế nào? Tạm thay phát âm cho anh chưa lại xem nào? Hai, ô xí xả. Ô xí, ô, ô xí xả. Ô xí xả, đúng không? Ô xí xả. Ô xí xả. Hệ. Ô xí xả. Em hả? Ông, ông, ông. Ô xí xả. Ô, ô xí xả. Ô xí xả. おじいさん、おじいさんですね。あの、今日さ、おじいさん。OK? こん。だから、おにゃん、ばあ、中世だ。おじい、おじいさん。おじいさん。おじいさんですね。おじいさん。で、じゃあ、見ると、手洗うのなんて。はい。おば、おばさん。おばさんのばあかのこう、のば。ばあかのこう、みんな。あん。ばあ、見せな。おばあさん。おばあさん。はい。ばあからだ。おばあさん。おばあさん。おばあさん。おばあさん。おばあさん。おばあさん。おじい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 さん。おばあさん。おばあさん。おばあさん。おじいさん。あ、ちょ。おお。はさ。はい。おじいさん、うん、うん、大さん、おばあさん、ばあ、うん、ばあ、分かりました。どうぞ、どうぞ。長官ば、長官でしょ。
độ hen thì bắt cho anh từ này là nhá. Đó là từ gì đây? Diêu sổ chữ sổ là gì? Địa chỉ ạ. Địa chỉ đúng không? Ừ, địa chỉ đúng không? Còn thế này cái gì? Diêu sổ. Từ điển. Diêu sổ từ điển đúng không? Ok. Vậy thì chúng ta cùng nhau phân âm nhá. Đây. Diêu sổ. Ồ, các bạn thấy không? Diêu sổ. Diêu sổ. Ok. Diêu sổ. Hai. Ồ. Dì sổ. Dì sổ. Ồ, bạn nó cao lên đúng không? Dì sổ. Ồ. Xong rồi. Rồi. Con đã hiểu chưa hả? Rất là đơn giản đúng không? Vậy thì trong clip tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt những cái âm mà người Việt Nam thường hay mắc phải lỗi. Không phát âm được. Hay là phát âm sai. Đúng không? Giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm về vấn đề này nhé. Vâng ạ. Ok. Ok. Cảm ơn xin mình đi. Cảm ơn xin mình đi nè. Ok, bye bye. Bye bye. Sửa âm cho bạn gái những cái âm mà người Việt thường hay mắc lỗi. Đó là những âm gì nhỉ? Sửa đúng không? Tiếp theo. Đó là gì nữa? Đấy nhá. Tay của mình các bạn thương lương này. Thương lương này đây là hàm răng của mình nhá. Ok. Còn cái bút ra này là cái lưỡi. Ok. Lưỡi của bạn cái gì nhỉ? Ấn chặt vào cái răng này. Ấn chặt vào cái răng này. Ok. Và phát âm ra chữ ba chữ ấy. Ok. Chữ ba chữ chư 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 được nhá. Nhưng mà khi đó cái lưỡi của mình thì bạn ấn chặt vào đây và phát âm được chữ chữ. Ok.